là Nam Em. Hôm nay mình sẽ review cái máy pha cà phê Blissworth CMM2. Cái máy này mình nhận được miễn phí từ bên Banggood, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ review nâng bi nó hay mình khen nó ha anh em ha. Mình sẽ nói thật thôi chứ mình không có phải là người ta cho mình thì mình sẽ khen nó. Anh em mua trên Banggood về á, hộp này, rồi bên trong là cái hộp này, bên trong cái hộp này là cái máy này. Bên trong cái máy này á thì chúng ta sẽ có cái hướng dẫn sử dụng nè. Chúng ta có cái đồ múc cà phê kim, cái tamper, cái đấy này là cái tamper anh em dùng để nén cà phê ha. Đây cái portafilter, anh em có thể pha 2 ly cùng lúc hoặc là 1 ly to cũng được ha. Có hai lỗ. Và đi kèm portafilter thì chúng ta có hai cái basket. Đây là basket single và basket double shot. Thì cái single này anh em có thể bỏ được khoảng chừng 7 gram cà phê. Cái double này anh em bỏ được khoảng chừng 15 gram cà phê anh em ha. Cả hai cái basket này đều là cái loại có áp suất pressurized. Thì ưu điểm của cái basket mà có áp suất á thì anh em không cần quan tâm quá nhiều tới cái độ mịn của bột cà phê. Bột cà phê anh em có xay hơi thô một chút xíu thì anh em vẫn có thể pha ra được một cái ly cà phê khá ổn. Nhược điểm của basket pressurized là anh em không có quá nhiều chỗ để anh em có thể tinh chỉnh cái vị cái shot của anh em. Thì tùy người thôi. Ưu điểm của cái loại này là nó rất là dễ dùng, ai cũng có thể dùng được. Thiết kế cơ bản của cái máy này, chúng ta nhìn thấy mặt trước là nút bằng cảm ứng hết. Đây là cái drip tray, anh em có thể tháo ra để anh em đổ đi. Phía sau này thì chúng ta có hộp đựng nước. Hộp đựng nước này thì anh em có thể để yên ở trong đây, anh em châm nước trực tiếp vào. Hoặc là anh em có thể tháo ra để anh em châm nước ở bên ngoài ha, cũng được luôn ha. Và chúng ta cắm điện vào, mở máy lên thôi là được. Và anh em sẽ chờ nó chớp đèn. Khi nào mà cái đèn này nó hết chớp, nghĩa là máy đã sẵn sàng. Tính năng đi kèm theo là cái máy này có thể đánh sửa được. Thì anh em nhìn thấy nè, có cái cần đánh sửa ở đây. Và đây là cái núm để anh em có thể điều chỉnh được cái hơi nước ra anh em ha. Nhìn chung là máy khá nhỏ gọn. Mặt trên thì anh em có thể để được một chút xíu ly tách. Máy này gọn này thì anh em có thể để chỗ nào cũng được trong nhà ha. Cứ để dưới bếp, để đâu đó cũng được hết, khá gọn. Và còn sử dụng nó thì như thế nào? Bật máy lên và em sẽ xả nước qua một lần. Nó làm cho cái máy nó sạch hơn và cái vị cà phê của em sẽ ngon hơn ha. Bắt buộc phải xả máy. Pha nhiều shot á thì chỉ cần xả ở cái shot đầu tiên thôi. Mấy shot sau không cần xả nữa ha. Rồi, xong. Bỏ cà phê vào đây, có thể dùng cà phê người ta xay sẵn để pha phin, bỏ vô cũng được. Hoặc là anh em dùng cà phê anh em tự xay. Và tùy bột thì anh em có thể tùy chọn là cái nút này pha single shot nè, kế bên là double shot nè, hoặc là cái nút hình ngón tay này là manual. Mình bỏ 15 gram ra và nhấn single shot thì nó ra tầm 30 gram, tức là tỷ lệ 1:2, tức là vừa với mình uống anh em. Cái máy pha cà phê Blissworth này giá 1,7 triệu. Nói thiệt là nó còn rẻ hơn cả cái bộ Kinto này. Bộ Kinto này mua 1,8 triệu nha anh em. 1,8 triệu chỉ đơn giản như thế này, và một cái máy 1,7 triệu to đùng như thế này và rất là nhiều tính năng. Thì đầu tiên là chúng ta cũng không nên trông mong quá nhiều vào nó, bởi vì nó chỉ là một cái máy gia đình thôi. Và như mình nghĩ với một cái máy gia đình thì nó đáp ứng khá ổn, nhất là dành cho những anh em mà không quá khắt khe về cà phê. Nếu mà chúng ta pha bằng bột cà phê ra thì nó hoàn toàn cho một cái cốc cà phê có thể nói là uống được. Đây là cái bột cà phê mà người ta xay để pha phin nè anh em. Mình vẫn có thể dùng cái bột này mình pha với cái máy được luôn anh em ha. Anh em nghe được cái tiếng máy ha. Thì cái máy này nó có dùng cái bơm cho nên là nó sẽ không có êm như những cái máy dùng nồi hơi. Tuy nhiên cái tiếng nó cũng không quá ồn đâu. Anh em nghe. Anh em sẽ nhìn thấy đây là cái shot pha bằng cái bột cà phê người ta xay sẵn. Nhìn chung là shot đẹp ha. Tuy nhiên á thì anh em cầm cái shot lên và anh em sẽ thấy là ok, nó hơi bọt một chút xíu. Đấy, nó hơi bọt chút xíu. Với mình thì hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì cả. Mà một số anh em khó tính sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Thì để giải quyết cái vấn đề này á thì anh em chỉ cần là sử dụng những cái cối xay tay hoặc là những cái cối xay chuyên để pha máy, anh em xay giảm cái độ mịn của bột xuống á thì là cái shot anh em ra nó sẽ không còn nhiều bọt như thế này nữa. Giải quyết này cũng đơn giản thôi. Mình nhìn thử thì mình thấy là cái shower head nó phun nước ra khá đều. Và nhờ vào cái lượng nước nó phun ra khá đều như vậy, nếu anh em chịu khó tinh chỉnh cái độ mịn của bột cà phê đó thì anh em vẫn có thể lấy ra được một cái shot cà phê khá ổn anh em nha.
để nói về chất lượng cà phê của một cái máy pha cà phê nào cũng thực sự rất là khó. Nếu đầu tiên về, anh em chỉ đơn giản bỏ cà phê bột anh em mua ở ngoài tiệm về để pha phin, và anh em bỏ vô anh em nén để pha ra, thì anh em sẽ được một cái tách cà phê, nó sẽ có thể nói là giống như thế này. Nó ra cà phê đen, nó gần giống với lại cà phê phin anh em sử dụng phin. Thì đó là đơn giản nhất, chúng ta mua về chúng ta pha với những cái loại bột cà phê xay sẵn trên thị trường. Cái máy này đáp ứng được khá tốt cái việc đó. Còn với những anh em khó tính hơn với cà phê, anh em muốn một cái shot espresso nó đúng nghĩa espresso thì sao? Thì chúng ta cần phải tốn thời gian tinh chỉnh. Chúng ta phải tinh chỉnh độ mịn của bột. Tinh chỉnh độ mịn của bột thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải sử dụng những cái cối xay tay hoặc là xay máy rồi. Như mình thì sử dụng cái cối này, và mình qua nhiều lần tinh chỉnh thì mình cũng đã đạt được một cái mức độ có thể nói là khá ổn, khá chấp nhận được với cái máy này. Và so với lại cái này là cái Starresto Basic thì mình thấy là chất lượng cà phê cả hai cái có thể nói là nó ra được tương đương nhau, và mình thấy như vậy là khá ổn. Bởi vì cái máy nó to đùng như thế này anh em ha, mà có 1 triệu mấy, so với cái này có đơn giản vậy 1 triệu mấy, thì chúng ta phải biết được là cái chi phí sản xuất và cái máy này nguyên vật liệu thì chắc chắn nó sẽ không có cao cấp được rồi. Mà nó ra được cái shot cà phê khá ổn thì mình thấy là cũng có thể gọi là chấp nhận được, có thể trích xuất được cái ngọt của cà phê ra, thì cái đó mình đã làm được với cái máy này. Cái vấn đề với nó mà mình gặp hiện nay là đánh sữa, tốn rất nhiều thời gian cho anh em tập, anh em có thể đánh sữa được ngon từ cái máy này. Mình đã tốn rất nhiều sữa, mình vẫn chưa có hoàn toàn master được việc đánh sữa của này. Khi anh em chọn chức năng đánh sữa đó thì anh em phải chờ nó hâm cái phần đánh sữa lên anh em ha, nó làm nóng nước cho cái phần đánh sữa bên đây, thì có khả năng cái shot espresso của anh em phía bên đây nè, cái crema nó đã tan gần hết rồi, và cái shot của anh em khi anh em pha ra thì nó đôi khi nó không còn đẹp nữa. Đó là thứ nhất, cái thời gian chờ cho phần đun nóng hơi nước này lên là nó hơi lâu, không thể vừa mới làm một cái shot espresso ra đánh sữa liền, cái máy này nó không làm được việc đó, mặc dù trong quảng cáo họ nói là anh em có thể vừa pha cà phê vừa đánh sữa. Thứ hai là cái phần đánh sữa này nè, nó có cái thanh này, gần này gần như là để trang trí vậy đó, cái phần vỏ ngoài. Phần vỏ ngoài này nếu như mà anh em bỏ vô anh em đánh sữa xong á mà anh em không biết có thể tháo được ra, thì lâu ngày sữa nó đọng lên trên cái vòi này và nó sẽ dơ lắm. Tốt nhất là anh em sử dụng muốn đánh sữa thì có thể tháo bỏ cái này ra ngoài luôn. Và thêm một cái nữa là anh em bạn, đó anh em thấy nó có nước đi kèm nữa, và anh em nếu như mà không biết ý được cái vấn đề này, anh em bỏ sữa vô luôn để đánh liền luôn thì cái sữa của anh em sẽ bị nước, nó làm cho hư sữa của anh em. Nói thật là mình chưa có hoàn toàn master được cái này. Mình đánh sữa 10 lần thì khoảng chừng 2 lần là ra được sữa mịn, còn lại 8 lần thì ra được sữa không có ok. Hơi của cái máy này nè, nó không đủ để có thể đánh được cái sữa ngon. Hoặc là cá nhân mình quá dở, mình không thể đánh sữa tốt được, cái máy này mình cũng không rõ nữa. Đánh giá chung một cái máy này với một cái giá 1,7 triệu, thực ra cũng không trông mong gì hơn. Chúng ta sẽ có được một cái máy pha cà phê có thể ra được một cái ly khá ổn. Thay vì chúng ta pha ly cà phê đen bằng cái phin hay sau chúng ta dùng cái đồ que đánh bọt, thì chúng ta dùng cái này pha ra, chúng ta sẽ có sẵn một ly cà phê đen trên có một lớp bọt khá đẹp, uống khá ổn. Mình có thể nói là nó giống 99% so với anh em pha phin, và đó là một cái điều thành công của cái máy này. Còn nếu như mà anh em muốn có một cái shot espresso đúng nghĩa espresso thì anh em sẽ tốn rất nhiều thời gian với máy này để có thể tinh chỉnh ra được một cái shot espresso đúng nghĩa espresso. Và nếu như anh em muốn làm latte nữa thì là anh em lại càng tốn nhiều thời gian hơn nữa. Còn muốn hơn nữa thì anh em phải mua những máy đắt tiền hơn thôi. Thì nếu như mà cái video này hữu ích với anh em thì anh em có thể cân nhắc mua cái máy này thay thế cho việc anh em pha phin nữa nha. Nhanh gọn hơn, nhấn nút là ra một ly cà phê rồi bỏ đường bỏ sữa vô uống. Còn nếu như mà anh em cảm thấy cái máy này nó không phù hợp với anh em cần một cái máy cao cấp hơn, xịn hơn, sau này mình có điều kiện mình lại kiếm một cái máy cao cấp hơn, xịn hơn để review trên tay với anh em ha. Đây là cái Blitzwood CMM2, mua 1,7 triệu trên Bangwood, mua ta ship tới nhà cho anh em luôn. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau của mình nha. Bye.